Có bao giờ bạn thắc mắc rằng tại sao đối phương luôn luôn combo được mình trong khi bạn đéo thể làm gì được chưa? Hay là đi mẹ bạn luôn bị anh em trong cộng đồng chửi là thằng ngu này, mày học như trồ đi thì mày mới chơi game được giỏi chứ? Mà thực sự thì mẹ tôi biết là các bạn không biết là như trồ là con cặc gì đâu. Tôi hiểu mà, bởi vì tôi cũng thế. Nên là hôm nay trong clip này tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn biết neutral là gì và tầm quan trọng của nó trong game. Ok, còn bây giờ thì vào clip thôi, let's go. Ê, đầu tiên neutral là gì? Neutral là cái trạng thái mà cả bạn lẫn đối phương đều không có lợi thế hay là bất lợi gì cả. Trong trạng thái này, cả bạn và đối phương đều cần sử dụng di chuyển, bắn chưởng, tung đòn vào không khí. Đòn nhanh thôi nhá, anh em đừng tung mấy đòn vớ vẩn vào không khí nhá. Với mục đích là làm cho đối phương bị trúng đòn, nhưng khi cả bạn và đối phương đều cố gắng để không bị trúng đòn thì bạn phải tìm cách để lừa đối phương ra đòn lỗi thật nặng rồi phạt. Để dễ theo dõi hơn thì tôi sẽ chia cái phần neutral này ra làm 3 mục. Đầu tiên, neutral là gì? Ignite có nghĩa là trung tính. Ở đây nghĩa là hai người chơi không ra đòn gì cả, đi đi lại lại trên màn hình giữ khoảng cách với nhau thôi. Dễ hiểu đúng không? Cái tiếp theo là phần lợi thế. Đây là lúc bạn chạm được vào đối phương, frame lợi thì rất nhiều. Tha hồ bấm nút mà đối phương không thể bấm lại được, thậm chí là bạn thể combo nó được luôn. Còn về bất lợi thì là lúc đối phương chạm được vào bạn, bạn không có bất cứ thứ gì được gọi là lợi thế cả. Lựa chọn duy nhất của bạn bây giờ là thủ. Well thì trên lý thuyết người chơi nào chơi điêu chùa giỏi thì có thể né hoặc tránh được các đợt tấn công của đối phương, kiểm soát được nhịp độ trận đấu. Nhưng khi đánh online thì đâu phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra theo ý mình muốn. Đặc biệt hơn là mỗi kiểu nhân vật đều có tập đánh khác nhau. Có con hiệu quả tầm gần, có con hiệu quả tầm trung bình hoặc là xa. Hiểu được con tướng bạn chọn ở khoảng cách nào thì sẽ cải thiện được chiến thuật và neutral của game tốt hơn. Thì bạn đã biết neutral gì đấy. Còn về cách áp dụng với cả tầm quan trọng trong game như nào thì chúng ta phải sang phần tiếp theo. Đầu tiên là trong di chuyển thì di chuyển là một trong những cách rất cơ bản để lừa khoảng cách đối phương. Các bạn có thể sử dụng di chuyển đơn giản như kiểu tiến hoặc là lùi, dash tiến hoặc là dash lùi để tạo ra những tình huống bắt đối phương phải ra đòn, rồi bắt đầu phạt lỗi cái đòn đối phương. Dù nó là lỗi khoảng cách hay là lỗi thủ, phạt bằng sạch đi. Ê, tuy nhiên là bạn có thể di chuyển thay đổi tùy theo game bạn chơi. Ví dụ như kiểu Tekken, con game này có một trò khá là vãi đái gọi là backdash kiểu người Hàn. Thì đây là một cơ chế và kỹ thuật nâng cao được sử dụng rất nhiều ở mức rank cao, giúp bạn có thể cancel một cái backdash vào một cái backdash khác. Làm được liên tục thì việc bạn chạy đi rất nhanh, rất thích hợp để lừa khoảng cách. Ở Street Fighter 5, tôi nghĩ đến Street Fighter 6 cũng thế. Cơ chế chạy kể trên đơn giản hơn rất nhiều, nhưng về cơ bản thì nó cũng là một loại chiến thuật di chuyển tiến lùi nhấn nhá để lừa đối phương ra đòn. Ở MK11 thì nó hơi phức tạp một tí, thì chúng ta có unblockable, bay, teleport và đặc biệt là way đắp. Cơ chế nó giống Tekken vãi lồ luôn. Backdash thì nhanh hơn, thậm chí là dash tiếng cũng nhanh hơn nữa. Fast as fuck boy. Nhưng mục đích của việc sử dụng di chuyển là bạn di chuyển càng nhiều càng tốt để tìm ra sơ hở của đối phương mà phạt. Hãy cẩn thận với kiểu di chuyển, bởi nếu bạn di chuyển lỗi thì người ăn đòn sẽ là bạn. Di chuyển vừa phải kín đáo để đối phương không tận dụng sơ hở, vừa phải lừa đối phương tạo sơ hở cho mình tận dụng. Nghe thì có vẻ lằng nhằng nhưng mà khi bạn hiểu được rồi thì bạn sẽ thành một người chơi có trình độ khá cao. Lựa chọn này thì gần như nó không tồn tại trong game 3D, hay là anh em có thể skip qua phần này nhá, đừng thử trong 3D nhá, thật đấy. Mẹ, game này lấy di chuyển ở dưới đất làm công cụ di chuyển chính, lấy đâu ra nhảy? Trừ mấy con mặt lờ 2D từ game khác sang thì các bạn làm thấy được nhé. Khi bạn ở neutral thì thay vì ra đòn, các bạn có thể nhảy về phía đối phương rồi ra đòn. Ở những con game phải giữ lùi để thủ, nhảy là một lựa chọn khá là khó để có thể đối phó vì nó có thể xảy ra trường hợp cross up. Cross up ở đây là hiện tượng nhảy ra khi điểm rơi của nhân vật bay qua đầu đối phương. Lúc này thì đối phương phải nhanh tay giữ hướng ngược lại để thủ, còn không kịp ra thì... Đây là một chiến thuật được khuyên dùng ở bất cứ con game nào có cross up, không những chỉ tăng sát thương combo mà còn gây thêm áp lực cho đối phương. Nhảy cũng là một công cụ tốt để phạt đối phương bắn chưởng quá nhiều, tuy nhiên cái gì nhiều quá cũng không tốt. Nhảy thì cũng vậy, nó khiến bạn dễ đoán hơn. Bây giờ các bạn thử nhìn cách Daigo Umehara Padit nhảy đi, trông gây nghiện không? Trời ơi, chưa? Vì ở trên trời bạn không thể thủ nên đối phương hoàn toàn có thể dùng một đòn chống nhảy để phạt bạn. Trừ Guilty Gear hay là bất cứ con game Weebu nào tốc độ cao ra thì chúng nó thủ trên trời. Nên là anti-air cũng khá là khó. Ở MK11 thì lại không có trò cross up, vì bạn chỉ cần giữ thủ thôi. Nhân vật tự quay cho người chơi. Một số con trong MK có khả năng điều hướng trên trời, ví dụ như kiểu cung lờ mao, sau khi nhảy lên nó có thể đai kích, nhảy lùi có, nhảy tiến có. Có thể sử dụng nhảy nhiều hơn bình thường với mục đích lừa đối phương di chuyển ngu rồi phạt bằng đai kích. Thêm một phần phụ nữ của nhảy là nhảy thẳng. Nhảy thẳng có thể sử dụng để né đòn đối phương, xong với đó là đấm vào mồm địch trong lúc ra đòn. Easy counter hit. Rashid trong Street Fighter 5 là một ví dụ cho nhân vật có thể sử dụng rất nhiều đòn nhảy. Nhảy thẳng, nhảy vào, đắt lên trời để liên tục làm đối phương dối trí và liên tục áp lực. Hey, that's pretty good. Không như nhiều bạn nghĩ, bắn chưởng nó không chỉ là spam. Với những người nào biết chơi điện tử, trong đấy có cả đấu trí nữa.
Khi bạn bắn chưởng, bạn đang bắt đối phương làm một số trò nhất định để dễ dàng phạt đối phương hơn. Nếu đối phương quyết định nhảy thì bạn sẽ dùng đòn anti-air. Còn nếu trong trường hợp khác thì ngồi hoặc là chấp nhận chip dam on block. Vì nhiệt độ trận đấu sẽ chậm lại một chút. Đến lúc đấy thì sẽ lại là vấn đề về máu và thời gian còn lại. Máu còn nhiều hơn thì cấu thêm thời gian hết thở. Có ít máu hơn thì phải làm gì đó trước khi nó kết thúc. Còn nếu đối phương là Scorpion hay là mấy con Telebot thì sao? Thì bạn phải lừa chúng nó bằng cách chuẩn bị bắn tiếp. Nó tele rồi, phạt đòn on block thôi. Mục đích chính của việc bắn chưởng là giữ khoảng cách với đối phương, đồng thời khiến đối phương mất bình tĩnh rồi lao vào bạn một cách bất não. Vậy bạn đã có câu trả lời cho việc tại sao đối phương cứ liên tục spam bắn chưởng rồi đấy. Đơn giản là vì đó chỉ là chiến thuật tốn ít công sức mà hiệu quả lại khá là cao. Chúng nó chỉ dừng lại khi bạn tiếp cận hoặc là phạm vào chiến thuật bất não thôi. Nhưng để có thể làm được điều này thì các bạn cần phải nắm vững được cơ bản như kiểu những việc khoảng cách này, căn thời gian này, sử dụng đòn hợp lý nữa. Rồi, thay vì thực sự tán tỉnh bằng chân thì người chơi đã sử dụng đôi chân linh hoạt của mình để nhá ra nhá vào lừa đối phương lỗ khoảng cách. Bên cạnh nhá thì hai người chơi có thể bấm jab hoặc là đấm nhẹ, hy vọng là khai thác được lỗ của đối phương bằng bắt lỗ khoảng cách. Nếu sử dụng Fuxi thì bạn phải tìm cho mình một công cụ chơi Fuxi của con tướng mình chọn. Vậy những con tướng nào được gọi là công cụ Fuxi tốt? Đầu tiên phải nhắc đến là an toàn và ít rủi ro. Những đòn này thường được gọi là poke. Khi đã sử dụng những đòn này thì trong đầu các bạn phải xác định rằng mình đang chơi một cách an toàn, không làm gì đần độn khiến đối phương có thể phạt được mình. Thứ hai là tấn công dựa trên khoảng cách. Dựa vào tùy khoảng cách và các trường khác nhau, bộ đòn của bạn sẽ có ít nhất một đòn phù hợp cho tình huống đó. Biết sử dụng hợp lý đòn nó theo từng khoảng cách sẽ giúp chiến thuật bạn hiệu quả hơn. Ba là dễ confirm hit. Có nghĩa là bạn có thể dễ dàng bấm hết toàn bộ dây đòn khi thấy hit đầu tiên đánh trúng đối phương. Nếu có thể tập luyện và làm chủ được kỹ năng này thì khả năng phản đối của bạn sẽ cải thiện vượt bậc. Cơ bản là bạn sẽ muốn tận dụng mọi cơ hội mà bạn có, đặc biệt là trình độ cao. Đối phương chơi rất kín, có khi trong một round đấu chỉ có một cơ hội để bạn bắt lỗi mà thôi. Mà cơ hội mất rồi thì thôi đừng khỏi tìm. Đừng hỏi tại sao mình không đánh thắng được đối phương nhá. Cuối cùng là tùy vào nhân vật mà đối phương chọn thì cách bạn chơi Fuxi cũng sẽ phải thay đổi theo nó. Việc biết dây đòn và điểm yếu của đối phương, công cụ mà chúng nó có và tác dụng những loại công cụ đó sẽ giúp bạn học được cách tiếp cận những con tướng đó hơn. Rồi, sẽ rất là vô nghĩa nếu bạn áp dụng những thứ kể trên mà lại không phạt được đối phương. Tôi sẽ gọi đối bạn ngu. À thế à? Vậy nên neutral game là phải đi đôi với trừng phạt, cũng giống như việc học phải đi đôi với hành ấy. Rất nhiều người mới chơi game quên rằng neutral game luôn tồn tại. Thực chất nó tồn tại ở mọi trình độ, chỉ là tần suất diễn ra nhiều hay ít thôi. Cơ bản là những người mới chơi họ thích học combo hơn, họ thích được va chạm hơn, họ thích bấm nút hơn. Vì họ thấy nhăn nhá bên ngoài trọng ngoáy lửa trông nó chán, nó nhạt vãi hồn. Đi học làm về mệt mỏi, chơi game là phải giải trí, làm cho gì đã tay bấm thôi. Nếu mà bạn muốn chơi giỏi hơn thì các bạn phải bỏ qua suy nghĩ đi. Stop it. Get some help. Phải biết cách cân bằng giữa thủ và công. Việc cân bằng được cả hai sẽ giúp bạn tìm thêm nhiều cơ hội để đấm mồm đối phương hơn. Và đó chính là những kiến thức cơ bản về neutral tôi đem lại cho các bạn trong clip này. Nếu các bạn thấy clip này hữu ích thì đừng quên là cho kênh của tôi một like, một subscribe và hãy nhớ bấm nút chuông để luôn nhận được những thông báo mới nhất về những clip tiếp theo. Còn bây giờ thì để cái đề bế.